Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả. Thận mới vừa nhận thông tin là dì quê nói là chú Quang hiện tại giờ đang bị bệnh cũng như là kiệt sức. Bên phía tòa án mời dì chú để giải quyết vụ vì dì với lại con gái đó. Thì không biết sức khỏe của chú Quang có đi được nổi hay không. Thận tới nơi của dì quê để xem coi ra thế nào quý vị nhé. Con chào dì. Điều này cho dì nha. Rồi giờ này là bán hết chưa? Hết rồi hả? Rồi sức khỏe của chú Quang sao mà dì nói con là bệnh đó? Tại bữa tòa án nói xử đó, rồi cái đình là cái chú Quang ổng buồn, ổng suy nghĩ bệnh đó, nó suy nghĩ là nó mau bệnh đó. Cái chú Quang ổng suy nghĩ, ổng buồn, nó không ốm như không? Ổng buồn á. Ốm lắm hả? Ừ. Ông buồn, ông ngủ bằng đêm, ông ngủ đâu được đâu. Rồi xong rồi dì mới nói chú buồn cái gì từ từ người ta xử chứ buồn cái gì đâu còn đó chứ gì đâu mà suy nghĩ. Ông thức cả đêm luôn á. Rồi cái gì cũng an ủi ông này nọ gì đó. Dạ. Rồi cái giờ cũng buồn hiu à. Rồi giờ nghe nói xử cái hôm này ngủ thẳng. Hôm qua người ta điện. Dì mới báo con là ngày mai xử phải không? Ngày mai xử. Chút nữa dì đi về tại vì đồ của dì còn dì gán bán cho hết cho hai bất tử á, rồi đồ dì mua trước hết trơn rồi. Bên phía tòa án là báo bất tử luôn rồi, rồi là dì mới lấy trái cây dì bán phải không? Dì bán trước ngày hôm qua đồ dì mua rồi hết trơn rồi, dì mua bán ở nhà rồi xong rồi hồi sáng dì không có mua ở nhà mới còn. Tòa án nói là dì là đúng ra là bữa nay xử này chiều 2 giờ xử mà nhưng không kịp, dì nó không kịp tại vì đồ của dì mua rồi. Với lúc cho hay là cũng chiều rồi, đâu có đi về kịp, ở Vĩnh Long mà đâu có về. Yeah. Rồi xong dì mới nói cho giờ nói cho cái người đó nghe vậy, người ta nói thôi vậy ngày mai ngày 26 dì về đặng ta xử giấc sáng nó ngày mai dì về. Rồi xong dì còn mớ đồ cũ dì bán cho nó hết. Yeah. Rồi dì hồi dì với ông chú mới đi về dưới. Dạ. Trời ơi, cái chỗ dì bán sao nắng quá vậy dì? Trời ơi, bây giờ nắng dữ lắm. Ngồi nắng quá bây giờ mình qua đây ngồi được không? Mình còn bọc sơ ghi nữa hả? Ngồi nữa gì? Hết rồi. Mình qua bên đây đi, chỗ này nắng quá quý vị. Qua chỗ này ngồi đi hả vậy, được không? Cô chào cô nha. Ngồi qua đây ngồi đi vậy. Dạ. Cái này gì? Rồi, cái mục của gì bữa nay sao rồi? Cái mục nó cũng được. Rồi uống thuốc mỗi ngày. Vì uống thuốc mà. Rồi chú Quang vẫn tiêm thuốc hàng ngày không? Có, chú Quang ngày nào cũng phải tiêm thuốc chứ. Chú Quang đi, chị qua phải đem thuốc theo, xuống dưới chị qua chích cho chú Quang đàng hoàng chứ. Rồi nhắm sức khỏe của chú Quang vậy rồi còn đi ra tòa nổi không? Chị cũng động viên chú Quang ráng có sức khỏe đặng đi, chú Quang nói phải đi chứ. Phải đi. Đi rồi ai đi? Phải đi. Cô đi biết không? Cô cũng biết luôn hả? Cô biết luôn hả? Nghe ổng vô cảm ơn buồn không bả không buồn cũng chạy vô chạy ra vô thấy cảnh tượng không gà về quê đây không gà là khóc nữa hả? Chạy vô chị nghe vô cũng cứng nó lớn nói mà thôi cũng gán đi dì ơi, mà bữa nay là cái mục của dì đó là có gì diễn biến có tốt hay là thế nào không? Dần tới đi tái khám nữa rồi. Dạ, mà bây giờ là dì ngồi phải ngồi chạch bên vậy đó hả? Ờ chứ dì đâu có ngồi ấy được, đâu có ngồi nguyên như người ta đâu. Dì ngồi vậy á. Chứ chắc này là chú Quang ở nhà phải không? Chú Quang ở nhà. Dạ. Nắng ăn uống rồi còn được không vậy? Được, chú Quang ăn được. Còn đủ sức khỏe đi về dưới không? Được. Tại vì từ vị trí chỗ này đó quý vị. Vị trí chỗ này là đi tới cái địa phương của dì mà cái chỗ tòa án xử là 90 mấy gần 100 cây phải không dì? Vừa chạy từ từ chở chú Quang. Dạ, 100 cây chứ. Từ đây đi xuống chân là cũng là 90 cây rồi. Vậy hả? Vậy 90 cây rồi, vô nhà bả nữa. Rồi đi vô nhà cái nữa. Vậy là hơn 100 cây gì rồi? Hơn 100 cây. Chạy từ từ. Nhưng mà chạy là có ghé quán rồi nghỉ chút xíu. Có, nghỉ hoài luôn, chứ Quang chừng nào mệt thì nghỉ. Chứ đi xe đò nó không có tiện, đi xe đò đó.
phải xuống dưới lúc dưới đó đón xe nọ khó đi lắm, rồi lên nó cũng khó nữa, rồi phải đi về dưới đi tới đi lui này nọ, không có chiếc xe đi không được đâu, nó khó vậy, lắm. Vậy thấy nhắm xử ra gì với chú Thắng không? Thắng là chắc ăn là thắng rồi, nhà của gì đất của gì mà sớm của bác của bà mà con gái không gầy có năn nỉ hay có gọi điện gì không? Nó đâu có dám năn nỉ gì đâu, đâu có dám năn nỉ. Sao dám năn nỉ? Nó lên nó cậy cậu, nó còn không dám nói gì nữa mà làm sao mà năn nỉ, đâu có năn nỉ được. Vì nói thiệt với thằng Thuận chứ mình lấy nhà lấy đồ mình đuổi con mình đi mình cũng đau lắm. Mà nếu mà tại con này nó nghe lời chồng nó quá trời chứ nhiều khi vì buồn á, vì thấy cái vụ xử rồi nó đi ra chỗ đâu nó ở mình cũng đau, con mình cũng đau lắm chứ. Mà con cái nếu mà ông chú bệnh vậy về ở chung với nó sao ở được? Nó chửi chó mèo nó này nó nọ không ở chung được, bắt buộc gì phải lấy nhà thôi. Còn gì lấy được rồi gì đuổi nó ra thì tội nghiệp cho nó, mình cũng thương, mình đẻ nó ra mình thương nó lắm chứ. Mà nó không biết suy nghĩ đâu Thuận ơi. Nhiều khi chú ông buồn ông nằm ông khóc á. Tôi nói ông khóc cái gì, nó đối xử với mình vậy thì sao ông khóc? Ông nói có hai đứa con mà vô cướp gặp vậy. Vì cũng nói thôi kệ đi. Chứ bây giờ nếu mình không làm thì nhà đâu mình ở, già rồi ông bệnh ông đau biết tôi với ông sống được bao lâu. Chứ giờ dì nói thằng Thuận nghe, mình tranh giành nhà chưa biết gì dì sống được bao lâu, hoặc ông chú bao lâu mình tranh giành được cái gì đâu. Dì cũng đâu có muốn. Mà nếu mà mình không lấy nhà lại rồi giờ đi ở trọ vậy nhiều khi ông không có lấy lại nó dụ. Nếu mà mình buông xuôi á là cái thằng kia là thằng đó nó bữa nay nghe nó đi rồi, đi Sài Gòn rồi, ngày mai xử chắc không có nó đâu. Rễ học phố vậy hả? Rễ mà đang sở hữu căn nhà đó đó. Mà nghe nó đi Sài Gòn rồi, hôm qua người ta điện lên là nó đi rồi. Mấy đi rồi không có nhà. Mà dì thưa là thưa hai vợ chồng nó luôn chứ đâu phải thưa mình anh con kia. Dạ. Chú cũng thưa hai vợ chồng hết luôn. Dạ. Nhớ là vậy là vắng mặt một người. Nếu chắc vậy để ngày mặt mai mình coi bữa nay nó có về không nè. Dạ. Mình cũng chưa biết. Bây giờ về đi dì ha, để con báo tin này cho dì yên tâm rồi con sẽ đồng hành cùng dì đi tới Sóc Trăng luôn. Tới địa phương của dì luôn, tới phía tòa án luôn, nhưng mà con tới đó thì con sẽ quay cái kết quả thì vụ việc thế nào vậy ha. Tới lúc đó thì ví dụ như là có thiếu tiền hay là cần thiết số tiền cấp bách chỗ nào đó thì có con đứng sau lưng, cho nên dì yên tâm ha. Rồi quan trọng là bây giờ là sức khỏe của dì với chú là có nhắm ngồi xe, có chạy xe tới dưới đó nổi không? Được, dì chạy được. Được chở không? Chở chú chừng nào mệt thì chú Quang nhắm ngồi được không? Được. Chú Quang nói ổng động viên, ổng mấy ngày nay ổng cũng khỏe rồi. Rồi dì đi xuống dưới đó thì dì dự định là đi mấy ngày để con biết đường con đi theo? Mình cũng chưa biết, tại tòa án nó mời là ngày mai xử, nhưng chiều chút nữa dì đi về mà nhưng không biết mà ở mấy ngày gì không có dám hứa được, chưa biết là tòa án nó xử làm sao mình đâu có biết. Yeah. Tòa án nó kêu ngày nay thì nó xử ngày đó. Không, ngày mai là đúng rồi là nó xử rồi đó, mà nhưng mình chưa. Không, là tại báo gấp quá nên mình hẹn sáng mai ha. Vậy thì sáng mai thì mình sẽ có mặt tại dưới. Bây giờ là mình cuốn đồ bây giờ còn lại bao nhiêu thì mình cứ bỏ qua luôn đi. Rồi thì em ơi đây gửi tôi bán cho. Hết rồi. Cái là mình chuẩn bị mình đi ha. Chú có gì với chú có đây. Con đi theo cho nên là dì với chú yên tâm nha. Mai anh Thuận xuống nha. Thì bây giờ là trên đường đi là dì đi cái hướng của dì, con đi cái hướng của con. Là mình sẽ gặp nhau một cái điểm chính là tại cái phía gần với tòa án vậy ha. Rồi gặp tòa án xong rồi cái bà chủ đất bà có điện bà kêu dì sẵn nói thằng Thuận có xuống là bà đứng ra bà nói cái vụ đất cho thằng Thuận nghe luôn. Là đất của chú với dì mua vậy đó. Dạ. Như bà người ta cũng thắc mắc á, bà nói nhớ chừng nào Thuận xuống phải kêu Thuận lại đang quay cái bà đó luôn. Bà đứng ra bà nói đất của bà bán cho ông chú vậy đó. Dạ. Ok gì cũng đừng có lo quá ha. Để con với dì thôi đi về luôn đi để xem sức khỏe của chú Quang thế nào. Đi về. Mà bây giờ là dì muốn ăn cái gì không? Là dì vòng vòng đây nè, dì muốn ăn cái gì nói đi. Giờ đi về và ăn gì nữa? Mua hết giùm mình. Mua hết luôn hả? Dì quê ở đây sống có tốt không cô? Tốt được, bà thấy bà nhiều gì được thì nó hết vậy thôi. Sao có cái chỗ dì quê bán cho thấy nắng quá, tội nghiệp quá à? Nắng lắm. Trời đông quá trời nắng luôn. Chạy chết
Có hai cô kia bán cũng ngoài nắng rồi, có cái vụ. Sao? Tại vì giờ chị ở lạ rồi. Dạ. Biết lại cái chỗ đó là giao thông rồi đó, không có cho bán. Thì bán chứ người ta ra ta đuổi thì mình bán. Dạ. Bán tại vì chưa không có cái chỗ nào mà cố định hết trơn á. Dạ, tại mình bán vỉa hè mình phải chịu. Đúng rồi, đúng rồi. Bán vỉa hè nha. Dạ, dạ. Dạ. Về quê ăn ổi không? Ăn ổi không? Về quê bán ổi mà, về quê bán ổi. Bán ổi luôn hả? Ừ. Dạ được. Về quê bán ổi. Tính mua ủng hộ cho cô rồi. Về quê còn treo một bịch ổi quánh nữa kìa. Dạ. Về quê ăn được cái gì mua đi, cô trả tiền cho. Mai gì chút về quê đi về rồi. Về quê đâu có ấy đâu, phải về quê còn ở đây thì thận mua cho về quê lấy. Dạ. Ủng hộ về quê đi về rồi, đâu có ăn gì đâu. Rồi con cảm ơn các cô nhiều ha. Buôn bán ở đây có có các cô ở đây hỗ trợ về quê con cũng đỡ lo. Sao mày có gì? Dạ. Tội nghiệp mấy cô nói là về quê cứ về đi, trái cây còn lại cô bán giùm cho. Về đi, để em bán cho hết rồi thôi. Thôi bây giờ mình chuẩn bị mình về tranh thủ. Quý vị ơi, giờ này thì cũng là hết luôn rồi. Con lấy lại cái mít gì? Giờ này là cũng khoảng là gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà vì về với lại sẽ chở chú đi liền, tại vì là sáng mai là 7-8 giờ là sẽ dì với chú sẽ ra tò sớm. Đáng lẽ ra là chiều nay là sẽ ra tò, nhưng mà báo gần quá đó cho dì chú về không có kịp. Trên đường về là từ cái chỗ này nè, chỗ dì quê ở xuất phát cho tới địa phương của dì là khoảng hơn 100 cây đó quý vị. Dì không có biết á, dì lấy trái cây đồ quá trời luôn, thì bây giờ là dì có hoãn lại với tòa đó, thì bây giờ là Thận sẽ đồng hành cùng với dì với chú đi tới nơi cũng như là tòa án luôn. Bây giờ thì Thận sẽ đồng hành cùng với dì đi về coi sức khỏe của chú ra thế nào. Ngay bây giờ là chắc có lẽ là Thận xin được phép hẹn lại tất cả quý cô chú và quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.